Còn con này là gì ta? 4T84 thịt bò 16 chiếc bắp hả? Ừ. Nói ta. Để mới nữa. 16 quan ha. Đây, con cua tà 72. À bóm ghim cái màu đen đó nè. Đây bóm ghim mà. Đây cua ta 72. Còn mấy con đó như là cua ta 66 hả ta? Không. Con nhỏ. Rồi con trong kìa. Đó là 6, con này 3T66 nha. Ngoài những dòng máy lớn mới 4 thì cũng có máy nhỏ luôn các bạn. 3T66 68 72. Rồi Toyota 64 72 thì có. Không này mình có đủ máy mà. Sẵn có máy quay luôn. Sẵn có máy quay dành cho luôn. Có máy bự có máy nhỏ chứ không phải là mình nói là anh này chỉ có máy bự không nha. Không có máy 4 không. Anh cũng chuyên về, nói chung là chuyên về thì chuyên về dòng Isuzu á, chuyên về dòng máy 4. Nhưng mà anh cũng có máy nhỏ luôn. Hay à, dàn mà 3T66 68 72 được có. Chiếc cụ ta, 64 66 72. Như con này là 72 nè. Mấy con này mình chắc chưa vệ sinh hết ha. Mấy con này chắc chưa vệ sinh đâu ha. Chưa đâu, vệ sinh nó bóng cái bóng mặt ha. Còn phải về là bóng cắt kiểu đều nguyên ha. Đó. Vậy là nó gì vậy bạn? Kiểu gì ha? Đào máy, đầy bóng luôn nè. Đó, cụ ấy luôn. Rồi là cũng chen trăm sò ben luôn mà. Cái gì con đệ, con đệ. Đệ là con lót không? Đệ đây, đệ đó, đệ đó. Đệ con này có gì ta? Thì ba tế gì ta? À, 4T. 4T 88 nè. 4T 88. Rồi, 4T 88. Còn cái... Nên cái này là như cái dàn zin đó các bạn. Cái dàn này bô của nó gì nè. Bô ấm, bô ấm, nguyên dàn bô ấm đó các bạn. Nguyên ha. 4T88. Là màu xanh zin cũng là màu đen các bạn. 4T88 bốn máy. Cái này là cái sườn nhớt nè. Cái đèn đèn nó sườn nhớt. Máy này cũng có sườn nhớt các bạn. Cái đèn đèn sườn nhớt. Cái mặt trước anh em xem nào. Đó, 4T88. Còn cái này luôn nha các bạn, cái này là cái bô bóng nè, còn nguyên bóng ghim luôn. Còn về anh em mà không mấy thích thì anh em tháo ra, để về thì nó còn nguyên vậy đó, nguyên để nguyên ha. Còn anh em về mình sử dụng nhu cầu mình chạy đặt máy đó thì mình có thể mình tháo ra cũng được. Hoặc là anh em để luôn cũng được ha. Rồi anh về có nhiều máy luôn. Máy 4 rồi giờ mới tới máy 3. Đó thì của ta 66, còn này thì 3T 66, còn này thì của ta 72, còn nguyên cái bộ ấm luôn các bạn. Còn bạn nào lấy cái dòng máy 4 thì xưởng của anh là chuyên về dòng máy 4 nha, cũng có máy 3 luôn, chuyên anh nhận bán máy rồi lắp ráp dàn cầu. Đó, thợ đang sửa mấy cái dàn lắp cho khách các bạn, vừa sửa mà vừa sửa cho khách rồi làm dàn mới luôn ha. Đang làm cái Isuzu 95 mới luôn. Đang làm cái máy mới, cái bộ lắp mới. Còn con này là gì ta? 4T84 thịt bò 16 quan. 4T84 thịt bò 16 chiếc bắp hả? Ừ. Ủa, nói ta. Đời mới nữa. 16 quan ha. Nó 4 máy mà tới 16 chiếc bắp luôn hả? Để anh chọn lên cầu. Anh đề cho bạn xem con này ha. Con này để anh đi nha. Nổi ta. Sáu xúc bắp luôn nha các bạn. Này đời mới nè, dòng mới. Có tập bô luôn. Tập bô ghim luôn. Đó, cái trên này cái bô ấm còn nguyên luôn á. Thôi á, xúc bắp nó gấp đôi vậy luôn á ta, nè. Ghê trời. 4T84. Đây là nó cứ lắp đi nè. Đó, 84. 84 mà này nó tới 16 cái xúc bắp luôn. Anh Hiền anh đang
vô bình dầu với đèn test cho nổ cho cái tiếng con này cho xem ha. Nói chung những máy của thiệt thì rất là nhiều, mấy dòng này là bao đem hết nha, bao đem sử dụng hết. Còn test con này đại diện thôi chứ test nhiều con nó mất thời gian lắm. Nói chung là máy này anh bao chạy hết, con nào anh cũng bao hết, bao anh chạy hết nha, bao sử dụng. Mình test đại diện con này thôi, con này thì mới lạ nè, test quay cho anh em xem. Đó, V84 4T84 sử dụng 16 quan này đọc nghe nè, 16 quan thì có xúc cấp gì nè, đó 16 quan anh này mới chăm nhớt cho các bạn, anh cắt thử cho anh xem 16 quan đã này, nó con này là tới nó tới 16 xúc cấp rồi, con này đồ mới nha các bạn, đồ mới nha, thấy không, đồ mới. À, thế. Ừ, giờ vô. Đây, anh em đang câu bình vô dầu đằng đây thử cho bạn xem nha. Con này thì 16 xúc cấp. Mà nó có 4T84 hay nè. 4T84 để chụp bô pin luôn. Có thể nó tua nó cũng nhanh hả ta? Cái 16 luôn rồi. À? Có thể tua lẹ ha. Lẹ. Câu mấy cái mình để với dầu vô rồi nấu chiếc máy rồi này cho mấy xem. Mấy con này thì anh em vừa mới về. Con này thì nói chung là mấy con này bao hết nha bạn. Mấy con này bao đem xiêm hết nè. Còn mình đề test này thôi chứ rất là nhiều máy con nào cũng gì à. Có thể cho anh xem nè, cái một người trời đã được im nha, bộ ấm nó còn. Cái đầu máy không không cái đầu không các bạn. 16 xúc cấp, 16 van. Gà nhỏ nó im dữ trời. Mười sáu qua nha mọi người, đó là này nó tháo cái chỗ chụp vợ cho mình xem cái hơi đúng không đó, cá tuyến em ghê không, mười sáu qua mười sáu cấp này nó mắc hơn 4T84 thường á vậy nè. Không. Hả? Rẻ hơn ghê chứ. Rẻ hả? Tôi nghe tới 16 quanh nó giỏi nghe. Ừ. Tức nó mắc hơn. Rẻ hơn. Ừ. Ba mấy triệu à? Ba mấy à? Ừ. Ba mấy cũ nha anh em ơi. Để đặt vỏ 8M1, 8M7 thì để được bèo phê luôn ha. Giá ưu đãi hơn giá, nữa. Giá ưu đãi hơn nữa. Để trực tiếp Zalo thì giá ưu đãi hơn nữa. Ồ, giả thiệt. Nổi ha, 16 xúc bóp gì vậy? Đề mới luôn. Điện thoại Zalo cửa hàng để trong video nha. Anh em có cầu dùng mấy con máy nè, thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại nha bạn. Con này mới test xong là con Yanma 4T84. Con bobin 16 van 16 xúc bắp. Đấy bị máy nhỏ được có anh em ơi. Và anh chuyên lắp cáp nhận cầu cho anh em nha. Xếp hàng toàn quốc. Con máy rồi anh em mua đầu máy hoặc là gia công nhận cầu thì liên hệ trực tiếp số bên ngân hàng nha. Rồi. Còn hãy sử dụng ngân hàng các bạn. Bây giờ mình cũng xin tạm thời kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào, mình chào các bạn nha.